Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về dòng ống kính máy ảnh Canon 2470 khẩu 4.0 USM. Thì ở đây chính là chiếc hộp của ống 2470. Vỏ ngoài của chiếc hộp cũng khá là đơn giản, không có gì nổi bật cả. Thì sau đây tôi sẽ mở hộp. Thì phía bên trong của hộp thì bao gồm có một ống kính này. Một bao da để đựng ống kính này. Ngoài ra thì còn có một hút hút hoa. Hút gì? Thì như các bạn đã biết thì cái dòng ống 2470 khẩu 4.0 của Canon, đây là một dòng ống kính ống L, dòng ống kính cao cấp của Canon. Các bạn có thể nhìn thấy đây, và USM được trang bị một cái hệ thống motor lấy nét siêu thanh ultrasonic motor. Đấy, đây, viền đỏ trên thân của ống kính để cho mọi người biết đây là dòng ống kính cao cấp. Đó. Thì cái tiêu cự của ống kính này thì sẽ nằm từ 24 mm cho đến 70 mm. Thì phía phần trên thì sẽ có cáp trước. Cáp trước cũng đã được thiết kế để sao cho lấy cái cáp ra nó thuận tiện nhất trước, và đây là cáp sau. Thì đối với cái dòng ống 2470 này thì có trọng lượng rơi vào khoảng tầm 600 g. Ngoài ra đối với cái phần mà để phần chỗ ngoàm để lắp vào body của máy ảnh thì sẽ có được trang bị thêm một cái gioăng gioăng cao su. Mục đích của cái gioăng cao su này là để ngăn chặn cái bụi bụi vào ống kính và chống ẩm. Bên cạnh đó thì sẽ có một phần lấy nét, có một phần khóa để chụp macro như này. Đấy, đây là phần thông số của tiêu cự lấy nét. Và bên đây là chế độ khóa AF, MF, lấy nét tự động và lấy nét bằng tay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.